Chương 11. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lao giống như cây gậy và biểu tôi rằng, hãy đứng dậy, đo đền thờ Đức Chúa Trời bằng thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại. Họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chơn đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất. Lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người. Thú ấy sẽ thắng và giết đi, thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn. Gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng, hãy lên đây. Hai người bèn lên trên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7.000 người chết trong cơn động đất ấy. Còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi lo, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng sấm sét, động đất và mưa đá rất lớn.